Mình chào các bạn cùng quay trở lại với kênh của Bonsai Đình Vượng. Đây là chiếc ống kính của Bonsai Đình Vượng, là một tác phẩm cây sung, một cây sung rất to khủng. Tôi quay tổng bóng cả chậu, các bạn quan sát này. Một cây sung đại thụ như thế này phải nói thực sự là hiếm có các bạn. Nó được làm côn tít, luôn tu tít, tay cành thì khô khuỵch các bạn, nó cân đối được cả về thân pháp rồi về tay cành. Chính vì vậy mà anh Bonsai Đình Vượng mới thích kia, đánh giá cao cái tác phẩm cây sung này. Còn bình thường thì những cây sung khai thác về thì có những cái thân bệ rễ rất to rất đẹp, nhưng tay cành thì nó sẽ không được cân đối. Nhưng cái cây này thì phải nói là thực sự nó cân đối từ thân pháp, từ bệ cho đến thân pháp cho đến tay cành rồi đến tổng bóng, thì mình đã tạo một cái sự cân đối hài hòa. Đấy, các bạn nhìn cái tay đòn của nó ra to kinh khủng các bạn này. Nó như thế này thì nó mới cân đối được một cái thân pháp. Thường thường chúng ta muốn làm nhanh thì những cái cây nó gốc thì to, thế nhưng tay cành thì nhỏ và lon thì nó vẫn còn có một cái sự rơi rạc nào đó ở trên cây. Và chúng ta nhìn cái cây to như thế này mà tay cành nó như thế này, đó, thì nó rất có một cái sự cân đối cả về thân pháp rồi tay cành tổng bóng này. Các bạn nhìn thực sự một cây sung này như thế là quá quý, đạt đến đỉnh điểm các bạn. Một cây sung mà nói là còn rất là già, cũng rất là nhiều cái lu cục u biếu trên cây đấy các bạn. Nhân nheo, chun trần, chảy xệ các bạn, chảy xệ. Đấy, rất nhiều cái điểm chảy xệ. Đây là mặt sau của cây các bạn nhé. Rồi thì cái điểm này thì nhìn là một cái thân pháp của nó lắc lư lên rất đẹp đấy các bạn. Đấy, đây là cái điểm này để nhìn là cái thân pháp nó chạy nghiêng nghiêng đi, chạy lên này các bạn, rất rõ nét. Rất hiên ngang, hoành tráng. Và đây là một tác phẩm cây xanh đại thụ rất to lớn này các bạn. Đây này, cái hàng này là hàng dòng to cao đấy các bạn. Với những cái không gian sân vườn lớn thì có những cái tác phẩm phải to cỡ đại như thế này thì nó mới cân xứng được với không gian, rất hoành tráng. À đây rồi, tôi lại gặp một cái tác phẩm cái này này, cái mâm xôi con gà phiên bản 2 đây các bạn. Đấy, các bạn nhìn rất giống cái mâm xôi con gà. Tôi cứ nói vui là tác phẩm này là tác phẩm cây mâm xôi con gà phiên bản 2. Nếu như bỏ cái rễ bên này đi thì rất giống rồi các bạn ạ.
nhưng họ để hai cái rễ cho con hai bên. Đấy, nó cũng có một cái cành phóng bay dài ra, có một cái rễ đóng xuống. Nếu như tạo tác lại đá và tạo cái đô rùa ngồi trên thì rất giống về phong cách làm. Bóng dáng nó giống lắm các bạn ạ. Cái này là của anh Nguyễn Đinh Quyền rồi. Tôi nhận ra tác phẩm này là của anh Nguyễn Đinh Quyền. Một tác phẩm cây xanh cũng được ôm và hóa ghê gớm này các bạn. Ngày xưa rất nhiều thần nó bó vào với nhau này, này. Nó được kết dính này, hóa lại với nhau này các bạn. Rồi nó đấy, rất giống cái mâm xôi con gà. Trước em bảo cái này là cây mâm xôi con gà phiên bản 2. Vâng, em nói vui thế nhưng mà công nhận giống thật. Cũng rất nhiều khán giả nói là giống cái mâm xôi con gà này. Mấy anh em đang cũng đi qua cũng bảo rất giống cái mâm xôi con gà các bạn. Cái này tương lai sẽ là một cây rất quý các bạn. Là một cây thân pháp đã được hóa rất nhiều. À, anh ấy đang gò cái canh này cho nó thu vào. Chắc trước là nó chọc ra đầu. Rồi anh cắt, anh hoạn, anh kéo xuống, co nó lại. Đúng là nó mê mại hơn, đẹp hơn. Đây cái điểm bẻ gục của anh ấy ta. Anh đang dùng cái tăng đơ anh kéo vào. Vừa gục xuống vừa kéo vào. Rồi đúng, bóc cái này ra cái nhìn cái điểm này chạy rất đẹp này các bạn. Đây là cái điểm chạy tạo cái khe sáng đây. Nếu không nó liền tịt vào đây nóng ra thì cảm thấy nó bình thường. Nhưng khi anh bóc được ra cái tạo thành một cái đường chạy co lắc mới đấy các bạn nhìn. Đây là một tác phẩm cây xanh lắm điền các bạn, một cây trực lắc đó. Cũng được tạo tác một cái cành phóng bay dài ở cành thứ hai đó các bạn, là một cành phóng cành thứ hai, nó kéo cái tổng bóng cây ra dài rồi. Tạo cho cái độ phiêu của cây. Bộ chân bệ cũng ghê gớm. Và đem đến đây nó có một đôi tung các bạn, tôi thấy một đôi tung này khá là đẹp về cách sắp xếp về tổng bóng, nó là rất là hài hòa hợp lý, nó được sắp xếp một cái tổng bóng chạy từ trên xuống dưới này. Đấy, từ dưới lên trên theo một cái nhịp điệu. Đấy, một cái nhịp điệu rất hay các bạn, có lẽ đây là một cái phương pháp tạo tác về tổng bóng rất nghệ thuật, rất ấm áp cho cây. Và tác phẩm cây tung này là được đặt tên là tác phẩm huynh đệ các bạn. Đang có một cái thạch thư để dưới gốc cây tên là huynh đệ, là một cây hai thân đây. Đấy, ông anh đầu cao hơn này, ông em đầu thấp hơn này các bạn. Đấy, anh trên em dưới. Phải nói một cái sự sắp xếp về tổng bóng quá tuyệt vời. Tác phẩm huynh đệ này các bạn, bộ chân bệ gốc khá to này, hai gạc to đấy các bạn. Ở đây là tác phẩm trực lập vọng vân, một cây dáng trực
trường lập. Đấy, các bạn quan sát được cái tổng bóng, cách làm tổng bóng tung. Tổng bóng rất đẹp nhỉ các bạn. Sắp xếp chung chung điệp điệp. Đấy, như những cái tản vân, vân mây. Đấy, các bạn nhìn tản vân này. Sắp xếp cái tổng bóng. Và bác sai Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo các bạn nhé.